hệ thống quán nhậu tự do. Hotline sao 1986. Ok, chúng ta quay lại với trận đấu này thôi anh em nhá. Giữa anh nhà. Đây là bài đấu cầm Seng dành cho game thủ Anh Huy ở trong cánh này. Chim sẻ đang cầm Phô ở ngoài cánh. Chúng ta có Seng Phô là người cùng một cánh với nhau. Chúng ta cùng chuyển sang với các game thủ khác một chút nha anh em nhá. Đây là màn đánh máy dành cho Yamato của game thủ Xuân Tứ rồi. Trong cánh. Trận này thì không biết là giữa nhà Xuân Tứ và nhà Không Được Khóc liệu rằng có kẹp xăm hay không. Giữa nhà Thứ và nhà Khóc có một khoảng đen khá là rộng nhưng mà kẹp xăm hay không đây. Nếu mà có xe giò thì một chút nữa sẽ thảo cho ông bị kẹp xăm thôi. Đây là Yamato dành cho Xuân Thứ anh em nhá. Đây là màn hình máy dành cho kiếm được Không Được Khóc, còn bài Zoman đang chủ động đẩy xe giò kẹp xăm rồi. Vị trí đây. Như vậy thấy bãi quả rồi, mà nhường là bãi quả rồi anh em ạ. Anh Huy cũng thấy bầy hiêu, bài cầm Seng này thì ok anh em ạ. Đây là màn hình máy dành cho game thủ Chim Sẻ Đi Nắng nhá. Bãi quả phụ Chim Sẻ Nắng đã có rồi. Trận này thì đánh hai cung cũng được anh em ạ. Bài Chim Sẻ Nắng này rất là ít rừng. Vị trí bãi quả giữa hai nhà này game thủ Anh Huy đã khai thác rồi. Để có thêm cánh rừng ở đây, Anh Huy nhường cho game thủ Chim Sẻ, chỉ để Chim Sẻ ăn mạnh cánh rừng này anh em ạ. Đây là màn hình máy dành cho game thủ Anh Huy rồi, người cầm Seng. Anh Huy ép đời với 25 nông dân nhá. Anh em có thể nhận ưu đãi cực khủng từ nhà chợ Ritman khi mua hàng qua Shopee, săn deal khủng trong live stream khung giờ 11:30, 15:30, 19:00 có voucher giảm ngay 100k. Deal combo lịch lãm từ 359k còn 269k, tặng miếng dán trắng răng chỉ có trên Shopee. Deal combo tinh tế 269k còn 219k, sữa tắm 159k còn 129k. Ngoài ra còn có thêm mã giảm giá 30k cho đơn hàng từ 350k khi nhập mã Ritman tại sàn Shopee anh em nhá. Chúng ta cùng quay lại với trận đấu này thôi.
BL đã có dành cho anh Huy, bắt đầu đẩy lên. Rồi gặp ngay nhà của No1 sao này. No1 ngay đầu cánh nhá. No1 trận này là người cầm con Babylon rồi. Ngay sau Baygo chim sẻ nắng, Baygo thứ hai đấy. Vâng, có giò chọc dân rồi. Con giò của anh Huy trở lại là công sát đầy đủ. Nghĩa là khóc giò được nhà kẹp xăm như màu 6 à. Nhưng mà anh là 6 kẹp xăm là game thủ U98. Rồi còn mình con bài Maxe. Rồi quay lại xem anh Huy thi đấu thôi. Con bài Siang. Đây là chim sẻ nắng có trộm đẩy T lên đây không. Bãi vàng đã bo bế kín dành cho No1 rồi. Đang chọc cái dân ở phía ngoài. Đây là chim sẻ nắng. À, từ từ đã. Nói chung là bãi vàng nằm ở kia thì kiểu gì cũng sẽ nằm thôi anh em ạ. Tiếp tục xem anh Huy thi đấu nào. Rồi cũng đang chọc đạo dân ăn quả phía ngoài của No1 rồi. Có lợi thế đấy, ăn được dân gỗ, ăn được vài dân ở phía ngoài rồi thêm dân bãi quả. Chắc là bài yếu đến từ No1 rồi. Đợi chim sẻ nắng đẩy T và đẩy cung ra là No1 sẽ chết thôi anh em ạ. Kiểu gì cũng bay. Để báo về 8 chạy vào phía trong thôi anh em ạ. Còn là kẹp kẹp xăm như là màu 6 sao đúng không? Rồi bắt được giò màu 6 đến từ game thủ Xuân Thứ rồi. Anh Huy bắt đầu có lạc đà của mình đẩy lên. Còn giò công giáp. Công giáp đã khiến cho game thủ anh Huy có được rất nhiều lợi thế trước game thủ No1. Rồi có lạc đà chém dân, No1 bây giờ đang tản dân đi khắp nơi anh em ạ. Có lạc đà đẩy lên, pha này thì có lạc đà đứng kê từ anh Huy rồi. Lạc đà đứng kê ngay đây rồi. Ba lạc đà đứng kê vẫn khá là ok dành cho game thủ anh Huy. Đây là màn hình phải dành cho game thủ chim sẻ. Đây là 32 thôi dành cho game thủ chim sẻ. Đó vì là Maxi của màu 6, game thủ U98 đã có tình huống sang Dummy anh Huy rồi. Dummy ở đây sỏ rồi, chọc rồi. Đang sóc lạc đà đều. Có vẻ anh Huy đang muốn di chuyển vào phía trong. Thấy hai dân cũng bổ tán vào phía ngoài. Bắt đầu vào chặn ở trong cánh thôi. Nhưng mà sao để chống là cái bài y của game thủ U98 chúng ta cần làm gì đây? Một là chuyển cung A thôi anh em ạ. Để chống là cái bài dummy của game thủ U98. Anh Huy đang đảo xung quanh một vòng nữa. Màu 8 thì fit rồi này. Khóc xem nào. Đây là màn hình máy khóc, tham khóc là 29. Đối đầu nhà của game thủ cầm màu 5, game thủ truy mệnh đi Yamato. Tầm này tham vẫn ok anh em nhá. Bài mệnh cũng yếu hơn rồi, có vẻ yếu hơn so với khóc này. Đấy, mệnh cũng đang chạy dần. Còn đây là Xuân Thứ rồi, cũng đang là 27. 2L dành cho Yamato. Màu 6 đây là chủ động đưa vào trong cánh để có thể cắm y nhà anh Huy và cắm y nhà chim sẻ rồi. Quay lại với màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ. Đầu vào trong để bắn nhà của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào trận đấu này cầm Acidian, nhà có vẻ xấu. Thế nhà Mạnh Hào có vẻ xấu. 7 bắn kia. 7 răng A. Nhà rất là trống nhá. Tìm xem có răng A không nào. À đây đánh A tại nhà rồi. À, con chuối hốc đến từ Mạnh Hào. Ở vị trí góc 9 giờ. Đang báo về màu 6 đã fit rồi này. Đây là màn hình máy dành cho rapper thôi. À cũng đang 27 vẫn ổn áp. Của đây là chim sẻ nắng đang chủ động về để rỉa những con y của game thủ cầm màu 6 U98. Đây 98 nó fit time rồi chưa có nhiều. Cũng đạo quân đi bắn nhà của game thủ truy mệnh. Tốt, pha vẩy e rất khéo léo từ chim sẻ nắng, rất nhanh tay. Tiếp tục vẩy e. Có chém kéo về thủ đến từ game thủ truy mệnh. Chứ là bài này cũng đã yếu rồi nhá. Thế là cái bài Yamato của mệnh cũng yếu thôi. Nhưng thân cung lờ này của chim sẻ nắng có lẽ sẽ phải nằm xuống vì đối phương đã kéo chém về. Màu 5 này màu 7 ra kê màu 5 rồi. Màu 7 ra kê màu 5 nhá. Màu 5 này nó đâm gọn còn đập. Đây là màn hình máy dành cho game thủ anh Huy này. Anh Huy đập BC nhà chính các kiểu rồi. Sóc cá ngựa chém ra rồi. Thì nhà Y phá đi được. Bên kia 98 feet rồi, còn mỗi nhà Y thôi. À, khóc báo về đang bị dí. Mẫu 7 đi nhiều quân nhá, 7 đi nhiều quân nhá. 7 đi nhiều quân nhá. Anh Huy có vào 7 không nhỉ?
phê đâu. Tóc tụi này chắc phải bỏ rồi anh em ạ. Đối phương đẩy rất nhiều khung lò lên, nó có cả ngựa chém của Trụy Mạnh nữa. Đây là màn hình máy dành cho game thủ Anh Huy. Bắt nốt y của đối phương. Đấy, sẽ dỉa tất y này. Dân anh thú chơi kìa, dân bãi quả kìa. Chỗ gần nhà Huy ấy. Ba bảy dành cho game thủ Anh Huy. Đây là chim sẻ đi nắng thôi. Rồi nâng cấp giáp 4 đến từ game thủ chim sẻ nắng Tham Lai. Đây đang có số 90. Đó, bây giờ Tham Lai tầm này càng đánh càng đi thôi anh em ạ. Vẫn còn y này. Dạ, nó có dân lại xây nhà y mới, mình ốp nhá. Ốp ốp nhá. Anh Huy về đi. Anh Huy về thủ nhá. Giáp 4 phát nhỉ anh ơi. À, giáp 4 đang nâng cấp rồi. Giáp 4 đang nâng cấp rồi, đầu máu thì có rồi này. Giáp 5 đang có lượng chém khá đông. Có đi có khỏe. Chạy đi nào. Có khung lờ rỉa con y ở phía trong. Con y Maxi đã có chiến đấu 3. Khả năng chống chịu của nó khung lờ rất tốt. 84 dành cho game thủ chia sẻ. Và đỡ nè mà cần phải anh Huy về thủ hộ trong tình huống này. Khi không về con này sẽ không thủ được. Đối phương là khung lờ Acidian. Và rất đông chém. Rồi vào chém đi cũng được. Thằng này có khung lờ các thứ đây rồi, hết chém màu 5 rồi. Còn vẫn còn chém màu 5 một vài con thôi. Thằng này chịu sẻ này có là giữ được 85. Nào bắn ra nhá. Đó về 7 lục một tơn rồi. Tơn này họ cũng ốp được thì chắc là xong luôn trận rồi các bạn. Thế là về thứ đang lục của 7 một tơn nữa nhá. Còn ai 90 đỡ nhà là đỡ nhà xong thằng này vẫn 90 đến từ game thủ chịu sẻ nào. Đấy, BC đã có bắt đầu sóc dân mà vẽ ruộng trận lực. Bên này rapper đã lọt trong nhà của game thủ cầm bầu 7. Lực lượng còn đứng kê nhà của Acidian còn thứ không. Trận lực phần này vẫn sẽ yếu được em nhá. Lọt vào ruộng các thứ rồi mà 7 bắt đầu chỉ phải chui hốc thôi. Đó về Tham này dí dị rồi em ạ. Đây là không được khóc, Tham vẫn đang 37. Đấu Tham vẫn đang rất to. Chìa khóa không bấm được quá đâu. Xuống không bấm. Ai đấy? Đó, đây là 32/48 nhá, bơm đồ sang cho game thủ chim sẻ nắng và sau đó nhảy 4 thôi anh em ạ. Bên trái Hoàng Thịnh rồi, đối phương là người đi sai. Tỷ số là 1-2. Đỡ được một trận rồi anh em ạ. Thế là quân nhỉnh hơn cái là biết nhau ngay. Anh trận trước thì quân mình nó kiểu nó cứ hơi lầm lởm anh em ạ. Hệ thống quán nhậu tự do. Hotline: 1986.